Thời gian qua, trên địa bàn huyện Châu Thành ghi nhận tình trạng nhiều học sinh dù chưa đủ tuổi, chưa có giấy phép lái xe nhưng dẫn đến trường bằng xe máy, tiềm ẩn nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông. Vừa qua, đội cảnh sát giao thông công an huyện Châu Thành đã ra quân tuyên truyền xử lý học sinh vi phạm luật giao thông đường bộ tại đường trẻ vào trường Trung học phổ thông Trần Chăn Ơn. Đơn vị đã xử phạt nhiều học sinh điều khiển xe máy bị các lỗi như không có giấy phép lái xe, điều khiển phương tiện khi chưa đủ tuổi. Ghi nhận tại một ca xử phạt, chỉ trong khoảng thời gian ngắn từ 6 giờ đến 7 giờ sáng, đội cảnh sát giao thông công an huyện đã phát hiện và xử lý hơn 20 trường hợp vi phạm. Đa phần các em học sinh khi bị cảnh sát giao thông phát hiện xử lý, nhận thức được hành vi vi phạm của mình nên đều chấp nhận ký biên bản vi phạm. Hầu hết các em đều biện minh rằng do nhà xa, cha mẹ lại bận công việc nên chủ động lái xe máy đi học cho thuận tiện. Dạ, năm nay em 18 tuổi. 18 tuổi là có... Dạ, em đủ tuổi hồi tháng 1 rồi. Nhưng mà khi mà em đăng ký thi bằng lái thì người ta chưa có gọi đi khám sức khỏe nên là em vẫn chưa có bằng. Tức nghĩa là em chưa thi bằng lái. Dạ, không biết rồi. Dạ, vẫn là tính là vi phạm. Dạ, đúng. Thì em biết cái lỗi của em là vi phạm... Về là vi phạm chưa? Dạ biết rồi. Lý do tại sao mà mình biết là mình chạy xe vi phạm vậy mà em vẫn điều khiển phương tiện để mình đi em? Dạ, xe đập điện em hư. Rồi là xe này là em lấy của ai? Dạ, của mẹ. Mà khi mà mình ngồi lên xe vậy thì mình đã biết là mình chưa đủ tuổi mình vi phạm vậy là sai không em? Dạ sai anh. Thì sau cái lần bị xử phạt này thì mình rút kinh nghiệm như thế nào em? Dạ, chứ em không chạy nữa, đi thì bằng lái, tại em đủ tuổi rồi. Bữa hôm nay bị bắt như vậy là mình biết là mình đã sai phạm chưa? Dạ rồi. Thì từ cái sai phạm đó thì mình hứa là khắc phục như thế nào em? Dạ, khắc phục là chạy xe 50 hoặc xe đạp xe điện. Nhưng mà anh nghe là hồi nãy là em nói em 15 tuổi, em vẫn chưa đủ tuổi đi xe 50 luôn. Vậy em chạy xe đạp xe điện. Hoặc là sao nữa? Hoặc là nhà phụ huynh đưa. Nhà phụ huynh đưa. Khi mà mình chưa có bằng lái thì mình biết là mình chạy xe vậy là vi phạm luật giao thông không? Dạ biết. Thì sau này khi mà bây giờ mình lỡ bị vi phạm rồi thì mình cũng hứa là khắc phục như thế nào em? Dạ sẽ không tái phạm nữa. Theo em biết là bao nhiêu tuổi thì được chạy xe 100 không? Dạ, trên 18. Nên là mình 17 tuổi vậy là mình biết mình vi phạm chưa? Dạ. Thì lý do tại sao mà mình biết mình vi phạm nhưng mà mình vẫn cố tình mình vi phạm em? Dạ, hôm nay mẹ em bận á, em chạy xe có một ngày là đi vô trường. Thì sau cái lần mà bị mấy anh cảnh sát xử phạt vậy thì mình rút kinh nghiệm như thế nào em? Dạ, là em sẽ không chạy xe trên không có lớn. Rồi, từ cái vi phạm của mình đó thì em cũng muốn gửi cái thông điệp, cái khuyến cáo nào đó với các bạn cũng cùng lứa tuổi với em á, là mình nên chạy xe như thế nào và mình tuân thủ pháp luật như thế nào về cái vấn đề như thế này. Dạ, là không... chưa đủ tuổi không nên chạy xe không có lớn. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Đại diện ban giám hiệu trường Trung học phổ thông Trần Chăn Ơn cho biết thời gian qua, nhà trường đã triển khai nhiều giải pháp quyết liệt trong tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật cho học sinh phụ huynh về ý thức khi tham gia giao thông. Đối với các trường hợp học sinh vi phạm vì chạy xe không đủ tuổi so với quy định, nhà trường áp dụng biện pháp xử lý kỷ luật nhằm nhắc nhở, răn đe để các em hiểu ra vấn đề và không tái phạm. Đối với những em mà đi xe gắn máy mà các em gửi trong trường thì nói chung là các em thực hiện đúng, các em đi đúng cái độ tuổi và đúng cái loại xe phù hợp với cái vị trí của các em ở trong nhà trường. Tuy nhiên thì ở ngoài thì thỉnh thoảng thì chúng tôi vẫn thấy một số em là các em đi xe nó không đúng độ tuổi, tức là trên 100 phân khối hoặc là chưa có được đi xe gắn máy. Nhưng khi các em đi thì các em lại không có vào tới trường mà các em gửi ở những cái chỗ gửi ở bên ngoài. Và riêng về phía nhà trường thì nhà trường không có tư cách pháp nhân để mà giải quyết được những trường hợp này. Thì nói chung là các em làm sai, nhưng mà chúng tôi cũng mang chất tuyên truyền. Và khi mà phát hiện được chính xác em nào ở lớp nào thì chúng tôi là cũng mời giáo viên chủ nhiệm và nói với giáo viên chủ nhiệm là hỗ trợ giúp các em là báo với phụ huynh là em đi như vậy là em sai, thì phụ huynh là giữ xe lại, tuyệt đối không được giao cho các em học sinh. Tuy đã có nhiều giải pháp để xử lý, nhưng tình trạng học sinh vi phạm giao thông vì chạy xe không đủ tuổi vẫn cứ tăng. Dù nhà trường đã nỗ lực trong việc xử lý, nhưng các biện pháp chỉ nằm ở góc độ bên trong nhà trường. Việc học sinh đi xe máy khi không đủ tuổi, rồi gửi xe tại các bãi xe bên ngoài, khiến cho sự quản lý của nhà trường gặp rất nhiều khó khăn. Ban giám hiệu không có đủ thẩm quyền trong việc can thiệp, đề nghị các nhà xe tư nhân không tiếp nhận xe máy của học sinh.
Theo ghi nhận, trên đoạn đường dẫn vào trường chỉ hơn 300m, nhưng có 4 đến 5 điểm gửi xe tư nhân. Việc xuất hiện các điểm giữ xe này là điều kiện để học sinh vi phạm quy định điều khiển xe gắn máy khi chưa đủ tuổi. Ngoài ra, việc học sinh vi phạm đến từ sự giáo dục không nghiêm ngặt của phụ huynh, sự phối hợp giữa lực lượng chức năng, mà cụ thể là Ban An toàn giao thông huyện với nhà trường chưa nhịp nhàng. Khi các em sai phạm thì chúng tôi đầu tiên là chúng tôi sẽ phối hợp với phụ huynh trước, nhưng mà bây giờ chúng tôi là không có được cái tên bởi vì các em gửi xe ở bên ngoài, cho nên chúng tôi là không phối hợp với phụ huynh, và riêng đối với các em học sinh đó thì em cũng chưa thể nào mà cam kết được là sẽ không sai phạm nữa đó, cho nên là chúng tôi muốn cần một cái sự phối hợp chặt chẽ nhiều hơn. Và riêng đối với phụ huynh học sinh thì chúng tôi chỉ làm công tác tuyên truyền, và những em nào mà chúng tôi phát hiện sớm thì chúng tôi nhắc nhở. Còn riêng về cái tinh thần phối hợp của phụ huynh thì cái này phải là cái sự tự nguyện của phụ huynh. Bởi vì cũng có rất nhiều trường hợp khi mà chúng tôi hỏi để chúng tôi nhắc thì phụ huynh nói là thường xuyên là đưa con đi học. Rồi nhưng mà vì một lý do nào đó thì hôm đó là gia đình có bận công chuyện hoặc đi khám bệnh gì đó thì đưa cái xe gắn máy cho con đi. Thì cái đó là cái ý thức. Thì như vậy rất là khó. Mà học sinh khi mà chưa đủ tuổi, rồi cái nói chung là các em chưa có giấy phép lái xe, thì các em chạy xe với một cái tốc độ thì có thể là nó cũng sẽ hơi lẹ, và nhiều tình huống thì các em không xử lý được thì rất là nguy hiểm. Để cải thiện tình trạng vi phạm giao thông ở lứa tuổi học sinh, mà đặc biệt là tình trạng chạy xe mô tô, xe gắn máy khi chưa đủ tuổi, hơn ai hết, các em học sinh cần ý thức chấp hành nghiêm quy định của pháp luật. Trong thời gian tới, các trường sẽ phối hợp tốt với các cơ quan chức năng, tăng cường xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, tích cực tuyên truyền, nhắc nhở học sinh và phụ huynh tuân thủ nghiêm luật giao thông đường bộ.